Núi lửa Sakurajima phun trào ngày thứ hai liên tiếp. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, núi lửa Sakurajima tại tỉnh Kagoshima, tây nam nước này tiếp tục phun trào vào sáng 25 tháng 7, ngày thứ hai liên tiếp. Trước đó, nhà chức trách đã buộc phải nâng cảnh báo núi lửa lên mức 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo 5 cấp độ sau khi núi lửa Sakurajima phun trào chiều 24 tháng 7. Lệnh sơ tán đã được ban bố đối với người dân sống quanh khu vực núi lửa. Đây là lần đầu tiên cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo mức 5 đối với núi lửa Sakurajima. Từ ngày 18 tháng 7, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã theo dõi những hoạt động địa chất nhỏ cho thấy khả năng núi lửa Sakurajima phun trào. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân cẩn thận với đất đá và dòng nham thạch phun trào từ miệng Minamidake và Soa. Sakurajima là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Nhật Bản. Lần gần nhất Nhật Bản ban bố cảnh báo sơ tán cấp cao nhất do núi lửa là năm 2015, khi núi lửa Kuchinoerabu cũng thuộc tỉnh Kagoshima phun trào.